Laudetur đế jesus christus ngợi khen chúa jesus kitô đây là đài phát thanh vatican chương trình việt ngữ <laughs> Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 13 tháng 7, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha đang nghỉ hè không có buổi tiếp kiến chung các tín hữu, chúng tôi xin thay mục gặp Đức Giáo hoàng. Với bài viết về nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho nhà báo Eugenio Scalfari mới đây. Tiếp đó Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng từ của thầy Jean về ơn hoán cải từ ăn chơi phóng đáng đến tu sĩ chiêm niệm. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về ra đi để theo tiếng Chúa gọi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức. Vatican, Đức Hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, khích lệ các giám mục vùng Trung Phi châu tiến bước trong nỗ lực đối thoại đại kết liên tôn và liên văn hóa để mưu ích cho các giáo hội trong vùng. Đức Hồng Y đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi các giám mục sáu nước vùng Trung Phi Châu, nhóm đại hội khoáng đại tại Yaoundé trong các ngày mùng 8 đến 12 tháng 7. Liên hội đồng giám mục vùng này bao gồm sáu nước, Chad, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Guinea Equatorial, Gabon và Cộng hòa Congo, viết tắt là Acerac tham dự đại hội cũng có đức tổng giám mục Miguel Angel Ayuso Bustos thư ký hội đồng trong sứ điệp đức hồng y Toan nhận định rằng vùng trung phi châu không thiếu các vấn đề phát xuất từ các chủ trương bạo lực gia tăng chẳng hạn như tổ chức Boko Haram tiếp tục gieo chết chóc không chỉ tại Nigeria mà nhất là tại Chad và miền Bắc Cameroon nơi có đa số dân theo hồi giáo Ngoài ra, sự bất ổn chính trị cũng ảnh hưởng trên nền kinh tế và cuộc sống của dân chúng. Tại Gabon và Cộng hòa Trung Phi, cần cải thiện các tương quan giữa tín hữu Công giáo và các giáo hội Kitô khác và việc đối thoại với các tôn giáo cổ truyền phi châu chính trong bối cảnh khó khăn phức tạp của vùng này các ki tô hữu có trách nhiệm đặc biệt duy trì niềm hy vọng và giúp đỡ các anh chị em khác trong việc tìm kiếm các lý do sống đích thực và khả tín làm sao để tin tưởng đương đầu với tương lai Ngoài ra, họ cũng có nhiệm vụ nhắc nhớ các giá trị nền tảng gắn liền với nhân phẩm của mọi người và không mệt mỏi loan báo ý muốn của Thiên Chúa để mọi người làm thành một gia đình duy nhất, thừa nhận nhau như anh chị em với nhau. Đức Hồng Y Tô Răng cũng mời gọi các giám mục toàn vùng Trung Phi Châu can đảm tiếp tục tranh đấu cho sự phát triển con người toàn diện, thăng tiến công lý và hòa bình giữa công dân các nước trong vùng. Vì mỗi người đều là thành phần của gia đình nhân loại và chia sẻ niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Chính viễn tượng này khiến cho mọi người sống trong sự hiệp nhất, tôn trọng các khác biệt, tiếp đón và hiếu hòa với nhau, thăng tiến việc chia sẻ tài nguyên của cải đất đai, cùng nhau làm việc để cứu vãn ngôi nhà chung. Để được như thế cần khước từ nền văn hóa loại bỏ, để bước sang nền văn hóa gặp gỡ, từ thái độ nghi ngờ sang thái độ tin tưởng, như Đức Thánh Cha Phan Cô thường nhắc nhở. Sau cùng sứ điệp của Đức Hồng Y Tô Răng mời gọi tín hữu công giáo toàn vùng Trung Phi Châu cộng tác với nhau trong một thế giới tốt lành hơn, chung sức với mọi người thiện trí trong tinh thần sẵn sàng, tin tưởng, vượt thắng các hàng rào của thành kiến và sợ hãi các khác biệt. Để được như thế cần khích lệ các giới chức chính quyền can đảm đương đầu với các mất quân bình xã hội, kinh tế và tạo các điều kiện thuận lợi cho cuộc sống cũng như việc phát triển kinh tế và công ăn việc làm ổn định cho dân chúng tuy nhiên không thể thực hiện mọi điều này nếu không lo lắng đào tạo con người và cộng đoàn có khả năng xây dựng một xã hội hòa bình công bằng huynh đệ dân chủ và tiến bộ hơn Thành phố Panama trong sứ điệp kết thúc đại hội khoáng đại triệu tập những ngày vừa qua, các giám mục Panama tái khẳng định nỗ lực thăng tiến và bảo vệ gia đình, chống lại các ý thức hệ tấn kích và gây thiệt hại cho cơ cấu tự nhiên này. Sứ điệp có đoạn viết, sứ mệnh của giáo hội không phải chỉ là thăng tiến và bảo vệ gia đình chống lại các cơ cấu yêu sách áp đặt một ý thức hệ đi ngược bản chất tự nhiên, mà cả trong các hoàn cảnh khó khăn đối với sự phát triển của gia đình gia đình và hôn nhân được hiến pháp quốc gia thừa nhận và không phải chỉ có giáo hội mà toàn thể xã hội đều âu lo vì việc bóp méo do vải cơ cấu tìm áp đặt trên gia đình họ yêu sách bịt miệng giáo hội công giáo nhưng giáo hội cũng như toàn xã hội có quyền và có bổn phận lên tiếng khi nền tảng của xã hội bị đe dọa giáo hội âu lo trước nỗi khổ đau của các anh chị em nghèo túng nhất trong sứ điệp các giám mục panama cũng mạnh mẽ tố cáo tình trạng thất nghiệp của người trẻ có nguy cơ nhượng bộ các cám dỗ của các tổ chức tội phạm đề nghị với người trẻ một cuộc sống không cố gắng không luân lý đạo đức các vị cũng phê bình tình trạng y tế tồi tệ trong nước các săn sóc sức khỏe và thuốc men bị hạn chế thiếu các nhà thương và nhân viên y tế chuyên môn cũng như thiếu các dụng cụ cần thiết vì thế cần phải cải tổ các đường lối chính trị để đáp ứng các nhu cầu chính đáng của người dân. Liên quan tới môi sinh, các giám mục cũng tố cáo các thiệt hại không thể sửa chữa được đối với đất đai, các nguồn nước do các hoạt động khai thác quạng mỏ và tài nguyên lén lút bất hợp pháp gây ra. Cần mau chóng đưa ra các luật lệ liên quan tới việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên. Việc xây cất các đập nước để cung cấp nước uống cũng phải chú ý tới dân chúng sống trong vùng các giám mục kêu gọi chính quyền bảo đảm tôn trọng các quyền có đất, có nhà của dân. Sau cùng, các giám mục cho biết việc tổ chức Ngày Quốc tế giới trẻ 2019 đã đem lại các kết quả đầu tiên với việc chính thức chấp thuận bài hát và huy hiệu. Ban tổ chức cũng bao gồm đại diện của các nước láng giềng như Costa Rica và Nicaragua. Thánh giá và hình Đức Mẹ sẽ bắt đầu được rước tới Mexico vào đầu tháng 8 rồi tiếp tục trong vùng Trung Châu Mỹ quần đảo Caribe và Panama. Các giám mục mời gọi mọi người sống ngày quốc tế giới trẻ như dịp gặp gỡ Chúa Kitô và khởi đầu cho một việc tái truyền giảng tin mừng. Mosul, giáo hội tại Iraq dè dặt đối với hiện tình đất nước sau khi thành phố Mosul được quân đội giải phóng khỏi các lực lượng ISIS. Linh mục Benham Benoka thuộc giáo phận công giáo Syri Mosul đã cho biết như trên sau khi thủ tướng al abadi tuyên bố mosul đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của các lực lượng của nhà nước hồi isis cha cho biết chắc chắn đây là thành công to lớn của quân đội iraq nhưng cái gì đang chờ đợi nhân dân iraq khốn khổ iraq đã là một đất nước tan hoang vì thế giờ đây điều đầu tiên cần làm là hiệp nhất đất nước và duyệt xét xem phải có thể áp dụng hòa bình ra sao bên trong sự chia rẽ này kể từ năm 2014, sau khi các lực lượng ISIS xâm lăng thành phố, đã có hàng trăm ngàn người chạy trốn về Erbil trong vùng Kurdistan. Một số đã trở về quê quán của họ, nhất là trong vùng Bắc Bình Nguyên Ninive. Trong khi các kỳ tô hữu sống tại miền Nam Bình Nguyên thì chưa trở về vì tình hình an ninh chưa được giải quyết. Các Kitô hữu hiện sống tại Erbil rất thận trọng trước tin Mosul đã được giải tỏa họ đã không được quân đội bảo vệ trong vùng bình nguyên Ninive nên mới chạy trốn về Ekbin. Tuy nhiên, vấn đề liên quan tới các kỳ tô hữu đã có từ lâu trước đó, vì sự thay đổi dân số do các chính quyền khác nhau áp dụng trong các thành phố có đông kỳ tô hữu sinh sống. Ngoài ra, nhiều kỳ tô hữu đã bị các bạn bè Hồi giáo của họ phản bội nên họ rất lo lắng. Sau khi các lực lượng ISIS chiếm đóng các thành phố và làng mạc, các người bạn hồi này đến chiếm nhà của các Kitô hữu và đuổi họ ra khỏi nhà. Ngoài ra, hiến pháp và các luật lệ Iraq cũng chống lại quyền tự do tôn giáo của các Kitô hữu và của các tôn giáo không Kitô khác. Đức cha Petros Mush, tổng giám mục Công giáo Siro Mosul, cho biết việc trở về Mosul rất khó khăn và cũng có vấn đề bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Caracas hội đồng giám mục Venezuela yêu cầu tổng thống Nicolas Maduro thu hồi quyết định bầu cử quốc hội lập hiến và tôn trọng sự độc lập của quốc hội và bộ công cộng. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bức thư trao cho tổng thống hôm mùng 10 tháng 7 vừa qua. Thư mang chữ ký của ban thường vụ cũng yêu cầu tổng thống thực thi các thỏa hiệp đã đạt được với phe đối lập trong giai đoạn đầu của cuộc thương thuyết do Tòa Thánh thăng tiến trong các điều đã được đề ra có việc tổ chức tổng tuyển cử trả tự do cho các tù nhân chính trị và mở ra các kênh tiếp tế nhân đạo để trợ giúp dân chúng đang gặp khó khăn các giám mục khẳng định rằng để giải quyết cuộc khủng hoảng vì bất an và thiếu thốn thực phẩm thuốc men hiện nay cần trao trả lại cho quốc gia các cơ cấu dân chủ như được ghi nhận trong hiến pháp thừa nhận sự độc lập của các quyền bính công cộng đặc biệt là của quốc hội và bộ xã hội trong diễn văn khai mạc đại hội khoáng đại của hội đồng giám mục hôm mùng 7 tháng 7, đức cha Diego Patron chủ tịch hội đồng giám mục Venezuela đã mạnh mẽ tố cáo chính sách cai trị độc tài kiểu xã hội chủ nghĩa Marxist và cộng sản của tổng thống Maduro. Giáo hội ủng hộ đề nghị của phe đối lập tổ chức trưng cầu dân ý. Giáo hội sẵn sàng dành các văn phòng giáo sứ làm trung tâm bỏ phiếu vào ngày 16 tháng 7 tới đây người dân được hỏi có đồng ý với quốc hội lập hiến do tổng thống đề nghị và có chấp thuận các cuộc tổng tuyển cử mới trong vòng 9 tháng tới hay không. Sau 3 tháng biểu tình phản đối khiến cho 92 người chết, với sáng kiến này phe đối lập muốn ngăn chặn việc bầu cử các thành viên mới của quốc hội lập hiến dự trù vào ngày 30 tháng 7. Phe đối lập đồng ý với các giám mục coi cuộc cải cách hiến pháp này là một dụng cụ của chính quyền nhằm duy trì quyền bính của mình quý vị đang theo dõi chương trình việt ngữ đài vatican tiếp theo đây là nội dung cuộc phỏng vấn đức thánh cha dành cho nhà báo eugenio scanfari mới đây Kính thưa quý vị thính giả, ngày 8 tháng 7 vừa qua, Nhật báo Cộng hòa La Repubblica đã đăng bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho ông Eugenio Scanfari, một nhà báo không có niềm tin tôn giáo. Ngày thứ năm trước đó, chính Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho ông. Ông Eugenio hơn Đức Thánh Cha 13 tuổi, sau khi hỏi thăm nhau về tình hình sức khỏe, Đức Thánh cha khuyên ông nên uống nước nhiều và ăn thức ăn có muối. Hai người hẹn gặp nhau lúc 4 giờ chiều cùng ngày tại nhà trọ thánh nữ Marta. Đề tài chính của buổi nói chuyện xoay quanh thiên chúa duy nhất là đấng tạo hóa duy nhất của vũ hoàn. Đó cũng là luận thuyết nền tảng của triều đại Đức Francisco Kết quả là tình huynh đệ giữa mọi tôn giáo và của các giáo hội Kitô, đặc biệt là tình yêu thương đối với người nghèo, người yếu đuối bị loại trừ, người bệnh tật, hòa bình và công lý. Đức Thánh Cha cho ông biết Ngài rất lo âu đối với hội nghị thượng đỉnh của khối G20. Ngài nói với ông, Tôi sợ rằng có các liên minh khá nguy hiểm giữa các cường quốc có một quan niệm lệch lạc về thế giới. Mỹ và Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn, Putin và Assad trong chiến tranh Syria. Thưa Đức Thánh Cha, đâu là nguy hiểm của các liên minh này ạ? À? Nguy cơ liên quan tới việc di cư, như ông biết đó, chúng ta có một vấn đề chính và rất tiếc ngày càng gia tăng trong thế giới hiện nay, đó là vấn đề của người nghèo, người yếu đuối, người bị loại trừ mà các người di cư là thành phần. Đáng khác, có các quốc gia đa số dân nghèo không đến từ các phong trào di cư mà bởi các tai ương xã hội. Có những nước khác có ít người nghèo nhưng họ sợ sự xâm lăng của người di cư. Đó là lý do tại sao hội nghị thượng đỉnh của khối G20 khiến cho tôi lo lắng. Nó đánh vào người di cư của các quốc gia phân nửa thế giới và nó càng đánh với thời gian qua đi. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha có nghĩ rằng trong xã hội toàn cầu như xã hội chúng ta đang sống, sự di chuyển của các dân tộc gia tăng, nghèo hay không nghèo cũng thế, có phải vậy không? Chúng ta đừng ảo tưởng, các dân tộc bị thu hút bởi các đại lục và các quốc gia giàu cổ xưa, nhất là Âu Châu. Chế độ thực dân phát xuất từ châu Âu, có các khía cạnh tích cực trong chế độ thực dân, nhưng cũng có các khía cạnh tiêu cực. Dầu sao đi nữa, Âu Châu đã trở thành giàu có hơn, giàu nhất trên toàn thế giới. Vì thế nó sẽ là mục tiêu của các dân tộc di cư. Cả con nữa cũng đã suy tư nhiều lần về vấn đề này và con đi tới kết luận rằng không phải chỉ vì thế mà cũng vì thế Âu Châu phải mau chóng chừng nào có thể có một cơ cấu liên bang. Các luật lệ và thái độ chính trị phát xuất từ đó được quyết định bởi chính quyền liên bang và quốc hội liên bang, chứ không phải bởi các nước thành viên riêng rẽ. Đức Thánh Cha cũng đã nhiều lần nêu lên vấn đề này, cả khi phát biểu trước Quốc hội Âu Châu nữa. Có đúng thế không, thưa Đức Thánh Cha? Đúng thế, tôi đã nhiều lần nêu lên vấn đề này. Và Đức Thánh Cha đã được vỗ tay tán đồng nhiều lần, kể cả tung hô nữa. Có đúng vậy không ạ? À? Vâng, đúng vậy, nhưng rất tiếc nó có ít ý nghĩa. Các quốc gia chuyển động và ý thức được một sự thực, hoặc Âu Châu trở thành một cộng đồng liên bang, hoặc nó sẽ không còn là gì nữa trên thế giới. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi một câu, đâu là các thành kiến và các khuyết điểm của các nhà báo? Đến lúc này, Đức Thánh Cha trở thành người phỏng vấn, ông Eugenio đáp, thưa đức thánh cha đức thánh cha phải biết rành hơn con chứ bởi vì ngài là một người kiên trì đọc các bài họ viết mà nhưng mà tôi muốn biết từ ông cơ vâng chúng ta hãy để qua một bên các thành kiến nhưng cũng có các thành kiến và đôi khi chúng cũng rất là đáng chú ý các khuyết điểm của các nhà báo đó là kể lại một sự kiện mà không biết nó thật hay không thật tới mức nào vu khống giải thích sự thật bằng cách khiến cho các tư tưởng của mình thắng thế và cả việc lấy các tư tưởng của một người khôn ngoan hơn, chuyên môn hơn làm của mình bằng cách gán nó cho chính mình. Đức thánh cha nói: Điều cuối cùng này tôi đã không bao giờ để ý, chuyện các nhà báo có các tư tưởng riêng và áp dụng chúng cho thực tại không phải là một khuyết điểm, nhưng tự gán cho mình các tư tưởng của người khác để có được uy tín hơn, điều này chắc chắn là một khuyết điểm nghiêm trọng. Thưa Đức Thánh Cha, nếu Đức Thánh Cha cho phép, bây giờ con xin hỏi hai điều. Con đã trình bày vài lần trong các bài viết của con nhưng con không biết Đức Thánh Cha nghĩ gì. À, tôi hiểu rồi, ông muốn nói về Spinoza và Pascal chứ gì. Ông muốn đề nghị trở lại hai đề tài này phải không? Vâng, con cảm ơn Đức Thánh Cha, chúng ta hãy bắt đầu với luân lý đạo đức của Spinoza. Đức Thánh Cha biết ông ta sinh ra là người Do Thái nhưng không sống đạo Do Thái. Ông đã từ hội đường Do Thái Lisboa sang Hòa Lan. Nhưng trong ít tháng sau khi cho đăng vài bài khảo luận, hội đường Do Thái tại Amsterdam đã cho đăng tải một bài viết rất gay gắt chống lại ông. Trong vài tháng, giáo hội công giáo đã tìm cách lôi kéo ông vào niềm tin của mình spinoza đã không trả lời và đã sắp xếp để các bút tích của ông chỉ được công bố sau khi ông qua đời nhưng trong khi chờ đợi thì vài người bạn của ông đã nhận được các bản của các cuốn sách ông đang viết đặc biệt là cuốn luân lý đạo đức được giáo hội biết tới và lập tức ra vạ tuyệt thông cho ông lý do là vì spinoza cho rằng thiên chúa hiện diện trong mọi tạo vật sống động thảo mộc thú vật con người một tia lửa thiên linh ở khắp mọi nơi. Như vậy, Thiên Chúa nội tại trong thế gian chứ không siêu Việt. Chính vì vậy mà ông đã bị vạ tuyệt thông. Vậy chứ ông không thấy thế là đúng hay sao? Thiên Chúa duy nhất của chúng tôi siêu Việt. Chúng tôi cũng nói rằng có một tia thiên linh ở khắp mọi nơi, nhưng sự siêu Việt là miễn nhiễm. Đó là lý do tại sao ông ta bị vạ tuyệt thông. Đối với con, nếu con nhớ đúng, xem ra đó đã do dòng tên yêu cầu. Vào thời chúng ta đang đề cập tới các tu sĩ dòng tên đã bị trục xuất khỏi giáo hội rồi lại được thu nhận. Dẫu sao đi nữa, Đức Thánh Cha đã không nói cho con biết tại sao phải thu hồi và tuyệt thông đó. Lý do là thế này, Đức Thánh Cha đã nói với con trong một lần nói chuyện trước rằng vài ngàn năm nữa loài người chúng ta sẽ tuyệt chủng. Trong trường hợp đó, các linh hồn giờ đây được hưởng hạnh phúc chiêm ngưỡng Thiên Chúa, nhưng khác với Chúa sẽ hòa tan với Ngài. Ở thời điểm ấy, sẽ không còn có sự cách biệt giữa siêu Việt và nội tại nữa. Và vì vậy, khi dự kiến trước biến cố đó, việc ra vạ tuyệt thông ngay từ bây giờ có thể được tuyên bố là đã hết rồi. Đức Thánh Cha không nghĩ như thế sao? Chúng ta hãy nói rằng có một luận lý trong điều ông đề nghị, nhưng lý do dựa trên một giả thuyết của tôi, nó không có sự chắc chắn nào và nền thần học của chúng ta không thấy trước điều đó. Việc giống người của chúng ta biến mất là một giả thuyết tinh tuyền và vì vậy nó không thể lý giải một vạ tuyệt thông được đưa ra để kiểm duyệt sự nội tại và khẳng định sự siêu việt. Nếu Đức Thánh Cha mà làm điều đó thì sẽ bị đa số giáo hội chống đối, có đúng thế không ạ? À? Tôi tin là vậy, nhưng nếu chỉ là chuyện đó và tôi chắc chắn về điều tôi nói về đề tài này, tôi sẽ không nghi ngờ. Trái lại, nếu tôi lại không chắc chắn và vì vậy, tôi sẽ không đương đầu với một trận chiến có thể nghi ngờ trong các lý do và thất bại ngay từ lúc bắt đầu. Bây giờ nếu ông muốn hãy nói về vấn đề thứ hai muốn hỏi tôi. Vâng, đó là vấn đề về ông Pascal sau một tuổi trẻ ăn chơi, Pascal đã như bất thình lình bị xâm chiếm bởi niềm tin tôn giáo. Ông ta đã rất thông thái, ông đã đọc Montaigne nhiều, nhiều lần và cả Spinoza, Jansenio, các hồi ký của Đức Hồng Eccarlo Borromeo. Nghĩa là một nền văn hóa đời và cả tôn giáo nữa. Tới một lúc nào đó, niềm tin tôn giáo đánh trúng ông hoàn toàn. Ông gia nhập cộng đoàn Poirian Deschamps, nhưng rồi lại tách rời ra. Ông viết vài tác phẩm, trong đó có cuốn Tư tưởng, một cuốn sách theo con tuyệt vời và cũng rất hay trên bình diện tôn giáo. Nhưng rồi ông qua đời. Ông hầu như hấp hối và bà chị đã mang ông về nhà để có thể săn sóc cho ông. Mặc dù ông muốn chết trong nhà thương giữa những người nghèo, Bác sĩ đã từ chối không cho phép vì ông chỉ còn vài ngày sống và vì việc đem ông đi không thể làm được. Khi đó, ông xin đem một người nghèo hấp hối từ một nhà thương dành cho người nghèo về nhà ông với một chiếc giường giống giường của ông. Bà chị tìm cách làm vừa lòng ông nhưng cái chết đến trước. Riêng cá nhân con thì con nghĩ Pascal đáng được phong chân phước. Ông bạn thân mến của tôi, ông hoàn toàn có lý trong trường hợp này. Tôi cũng nghĩ là Pascal đáng được phong chân phước. Tôi sẽ lo liệu thủ tục cần thiết và hỏi ý kiến của các cơ quan Vatican đặc trách các vấn đề này cùng với xác tín cá nhân và tích cực của tôi. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha có bao giờ nghĩ tới việc viết về một hình ảnh giáo hội công nghị không? Không, tại sao tôi lại phải làm điều đó? Bởi vì nó sẽ có một kết quả khá đảo lộn. Đức Thánh Cha có muốn con giải thích không? chắc chắn là ông làm tôi hài lòng rồi. Còn hơn thế nữa, xin ông vẽ nó ra cho tôi. Đức Thánh Cha đưa giấy bút cho tôi và tôi vẽ. Tôi gạch một đường ngang và nói rằng đây là các giám mục mà Đức Thánh Cha quy tụ về họp công nghị. Tất cả các vị đều có một tước hiệu như nhau và một nhiệm vụ như nhau, đó là săn sóc các linh hồn được giao phó cho các vị trong giáo phận của các vị. Tôi vạch đường ngang này rồi nói, nhưng mà Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha là giám mục Roma và như thế có quyền tối thượng trong công nghị vì Đức Thánh Cha có nhiệm vụ rút tỉa ra các kết luận và đưa ra đường lối chung của hàng giám mục. Như thế, giám mục Roma ở bên trên vạch ngang này có một vạch dọc lên cho tới tên của Đức Thánh Cha và nhiệm vụ của Ngài đằng khác các giám mục ở trên hàng ngang cai quản giáo dục trợ giúp tín hữu và vì vậy có một đường từ hàng ngang xuống cho tới điều đại diện dân chúng đức thánh cha có trông thấy hình vẽ không nó là một thập giá đức thánh cha nói tư tưởng này thật rất là hay đẹp tôi đã không bao giờ có ý tưởng làm một hình vẽ về giáo hội công nghị ông đã làm điều đó tôi rất thích nó trời đã muộn Đức thánh cha tặng tôi hai cuốn sách kể lại lịch sử của ngài tại Argentina cho tới công nghị Hồng Y bầu ngài làm Giáo hoàng, một cuốn dày hàng trăm trang. Chúng tôi ôm hôn nhau và Đức thánh cha đã muốn mang hai cuốn sách ra xe cho tôi. Chúng tôi xuống thang máy và ra cửa nhà trọ Thánh Marta. Chiếc xe của tôi đã dừng trước cửa. Ông tài xế xuống xe, bắt tay chào Đức Giáo hoàng và tìm cách giúp tôi vào trong xe đức thánh cha mời ông tài xế ngồi vào tay lái cho xe nổ máy và nói để tôi giúp ông ấy ngài đỡ tôi và giúp tôi vào trong xe và giữ cửa xe mở khi tôi đã ngồi trong xe ngài hỏi tôi có thoải mái không tôi trả lời là có khi đó ngài đóng cửa xe và lui ra sau một bước chờ cho xe chuyển bánh ngài vẫy tay chào tôi cho tới phút chót trong khi tôi đầy nước mắt vì cảm động tôi thường viết rằng đức thánh cha francisco là một người cách mạng ngài nghĩ đến việc phong chân phước cho ông pascal ngài nghĩ tới người nghèo người di cư ngài cầu mong một âu châu liên bang và cuối cùng và không phải là cuối cùng ngài giơ tay giúp tôi vào trong xe một vị giáo hoàng như thế chúng ta đã không bao giờ có và những gì ngài nói với tôi trong cuộc phỏng vấn cứ vang dội lên trong đầu tôi. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại chứng từ của Thầy Giang về ơn hoán cải, từ ăn chơi phóng đáng đến tu sĩ chiêm niệm. thời gian là một tu sĩ chiêm niệm thuộc dòng Cát Minh. Nhưng trước khi bước vào cõi phúc này, thầy đã trải qua một khoảng thời gian ăn chơi phóng túng, giống như nhiều thanh niên thời đại, đồng lứa tuổi. Thầy gian viết, Trong lòng nhân từ vô biên của Ngài, Thiên Chúa muốn cho hết mọi người đều được cứu thoát. Chúng ta được dựng nên để được hưởng hạnh phúc muôn đời, nhất là từ ngày Chúa Giêsu con Thiên Chúa làm người ngài chính là con đường đưa dẫn mọi người đến cùng thiên chúa che đáng lý ra mỗi một người sống trên trần gian này phải sống bằng một con tim ngoan thảo một tâm hồn tôn thờ thiên chúa là che thế nhưng con người đã dại dột đi theo một con đường khác trái nghịch với con đường chúa đã vạch ra và bệnh tật đau khổ cùng chết chóc đã xuất hiện trong cuộc đời con người đó cũng là con đường tội lỗi mà tôi đã trải qua trong tuổi trẻ. Ngày hôm nay khi cầm bút viết những dòng này, tâm hồn tôi chan chứa lời cảm tạ Thiên Chúa nhân lành đã giúp tôi thoát khỏi bùn nhơ tội lỗi và đưa tôi vào cuộc sống đầy phúc lành. Tôi sinh ra trong một gia đình công giáo không đạo đức bao nhiêu hay ít ra bề ngoài là như thế. Cha mẹ tôi rất yêu thương tôi, nhưng sau khi xưng tội và rước lễ lần đầu, tôi dẹp tôn giáo qua một bên. Do đó, thời niên thiếu của tôi trôi qua trong dẫn dưng vô thần. Và chuyện gì phải đến đã đến. Khi một thiếu niên rồi thanh niên sống không lý tưởng, không tôn giáo, thì dễ làm mồi cho tất cả tệ nạn xã hội, từ nghiện ngập ma túy đến ăn chơi phóng túng vô độ vô luân. Tôi lao mình vào trong tất cả các cuộc chơi và chạy theo những ý thức hệ như Marxist và vô chính phủ. Chưa hết, tôi còn đua đòi các bạn tiếp nhận cả các giáo thuyết đến từ Đông Phương như Phật giáo, Ấn giáo, Thần đạo. May mắn thay, tận thẳm sâu lòng tôi vẫn còn le lói một chút ánh sáng chân thật của đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Do đó, tận thẳm sâu lòng tôi, tôi vẫn khao khát và tìm kiếm tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Mãi đến tháng 11 năm 1981, bỗng nhiên tôi thật sự nhận được ơn trở về cùng giáo hội công giáo, trở lại với tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ con người. Sau này tôi mới biết, ơn trở về với đường ngay nẻo chính, phần lớn là do lời cầu nguyện tha thiết của bà tôi. Do đó, trong một sớm, một chiều, tôi từ bỏ nếp sống vô độ, vô luân, hỗn tạp đủ các thứ tôn giáo và trở về với Thiên Chúa chân thật. Tiếp đến là năm thánh đặc biệt 1983. Năm ấy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai tuyên bố là năm thánh mừng kỷ niệm 1950 năm hồng ân cứu độ của Chúa Giêsu Kitô biến cố đáng nhớ này làm chín mùi trong tôi những suy tư học hỏi về phúc âm khuôn mặt của đấng cứu thế tỏ hiện trong nội tâm tôi là khuôn mặt của đấng thiên chúa giàu lòng từ bi thương xót tiếp đến là khuôn mặt của trinh nữ maria mẹ thiên chúa sau cuộc trở lại của tôi bà tôi vui mừng sung sướng khôn tả bà đề nghị tôi đưa bà đi hành hương lộ đức Ban đầu tôi nhận lời vì lễ độ và vì lòng thảo kính đối với bà. Nhưng chính nơi đây, mẹ Maria đã chờ đợi và đưa tôi trở về với Chúa Giêsu con chí thánh dấu yêu của mẹ. Ba ngày sống tại Lộ Đức, nơi trốn được chúc lành này, quả thật đã biến đổi toàn diện con người tôi. Tôi cảm thấy mình được hoàn toàn giải phóng, giải phóng theo một ý nghĩa siêu nhiên và cao quý nhất tôi cảm động thân thưa cùng Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Ngài chính là Chúa của con, là đấng cứu độ của con. Nơi Ngài con tìm thấy hạnh phúc bất tận, tình yêu vĩnh cửu, thứ tình yêu chân thật mà con hằng mong mỏi, khao khát và tìm kiếm. Sau thời gian trở về với Chúa, nhất là sau thời gian vỏn vẹn ba tháng kể từ chuyến hành hương lộ đức, Thiên Chúa đã mời gọi tôi bước vào cuộc sống khắc khổ chiêm niệm trong dòng cát minh. Tôi hoàn toàn tự do và sung sướng đáp lại tiếng Chúa gọi. Tháng 6 năm 1984, tôi đến gõ cửa và xin gia nhập đan viện. Kể từ giây phút đổi đời ấy, tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui vì được hồng phúc phụng sự đấng là vị cứu thế của cuộc đời tôi. Trọn đời tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục đến mà xem do tứ quyết phụ trách tuần này nói về ra đi để theo tiếng Chúa gọi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục đến mà xem tạm khép lại hành trình tìm gặp thầy Giêsu trong cuộc sống để mở ra một hành trình mới, đó là hành trình của những người lữ hành trên đường hy vọng tác giả của loạt bài mới này chính là bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài có biệt tài kể những câu chuyện rất đơn sơ thấm thía và hấp dẫn. Điều đặc biệt có giá trị đó là những gì ngài kể chính là điểm gặp gỡ giữa kinh nghiệm nội tâm và kinh nghiệm đời sống phong phú của ngài với kinh nghiệm của biết bao con người trải qua các thời đại khác nhau. Tứ quyết mời quý vị và các bạn bước vào hành trình mới này, một đàng là mở ra con đường mới và xin đức hồng y chuyển cầu cho chúng ta trước tòa chúa đang khác là cầu xin cho đức hồng y sớm được ghi danh vào sổ bộ các thánh của kẻ tin. Abraham đã ra đi vì hy vọng đến đất hứa. Moses đã ra đi vì hy vọng cứu dân Chúa khỏi nô lệ. Chúa Giêsu đã ra đi từ trời xuống đất vì hy vọng cứu rỗi nhân loại. đã ra đi phải bất chấp miệng lưỡi thiên hạ đàm tiếu. Ba đạo sĩ ra đi hy vọng gặp chúa cứu thế và họ đã gặp. Francisco Xavier ra đi hy vọng cứu các linh hồn và ông đã gặp. Maria Goretti ra đi thoát cơn cám dỗ, hy vọng gặp Chúa và chị đã gặp. Abraham là một người dân quê ở thành Ua thuộc xứ Đê Một ngày nọ, Thiên Chúa nói với ông: Hãy đi khỏi xứ sở ngươi, khỏi quê quán ngươi, khỏi nhà của cha ngươi, đến đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn. Abraham ra đi. Nhưng đâu là đất Chúa hứa? Làm sao trở thành một tổ phụ dân lớn với một bà vợ không con lại đã quá già rồi? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra nhưng Abraham vẫn cứ ra đi lao mình vào nơi vô định. Khi đã sinh được cậu con trai đầu lòng, thiên Chúa lại phán: "Ngươi hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu là Isaac mà đi tới đất Moria và ở đó hãy dâng nó làm của lễ toàn thiêu." Abraham ruột đau như cắt vì quá yêu con, vẫn thắng lửa đặt con lên núi tế lễ cho Chúa. Chúa đã thử thách ông như thế suốt đời ông là một cuộc thử thách không ngừng nhưng ông vẫn hoàn toàn tin tưởng vào chúa sẵn sàng nghe theo tiếng chúa mọi nơi mọi lúc bởi thế ông được gọi là cha của các kẻ tin và là người tuyệt vọng mà vẫn một niềm hy vọng bước qua mình song thân Tiến lên trên đường hy vọng Bất chấp những van nài tan nát cõi lòng Của tình thân thuộc cố tri Như phao lô Xiềng xích với gian nan đang chờ tôi Như chúa giê -xu, Này thầy lên Jerusalem để chịu nạn Không nhượng bộ Không phải là kiêu căng Không tự ái hay ngoan cố Không nhượng bộ là yêu thương quyết liệt lý tưởng của mình Trần Phước Charles Đã từ bỏ gia đình Để đi theo tiếng chúa kêu gọi một hôm trên đường truyền giáo, lúc xe lửa dừng lại ở một ga gần làng của ngài, cha mẹ và tất cả anh chị em ngài đều ra đó để đón thăm. Vì quá thương con, cha mẹ ngài đã lăn ra trên đường để ngăn cản không cho ngài đi tiếp. Nhưng con này can đảm bước qua cha mẹ mình mà ra đi. Và ngày 20 tháng 9 năm 1837, ngài đã chịu tử đạo với án lăng trì tại Sơn Tây Bắc Việt. giáo hoàng xuống biển. Chúa dắt con trên đường để con ra đi và thu được nhiều hoa trái. Đường ấy là đường hy vọng, vì chăn chứa hy vọng, vì đẹp như hy vọng. Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu khi con về cùng Đức Chúa Cha? Bí quyết đường hy vọng gồm 3 điểm, đó là ra đi có nghĩa là bỏ mình, bổn phận có nghĩa là vác thánh giá mỗi ngày, và biển trí có nghĩa là theo thầy. Không nhượng bộ xác thịt không nhượng bộ cho lười biếng, không nhượng bộ cho ích kỷ. Con không thể gọi đen là trắng, gọi xấu là tốt, gọi gian là ngay được. Con không thể làm như thế. Thánh Clemente một giáo hoàng là một người rất đạo đức thánh thiện, đã viết nhiều tác phẩm lừng danh. Nổi tiếng nhất là thư gửi giáo hữu Corinto. Trên ngôi giáo hoàng, Ngài đã lôi kéo rất nhiều người trở lại đạo chúa, đến nỗi hoàng đế Trajan phải lưu đầy Ngài sang cách Sone, một chốn rừng sâu nước độc, đồng số phận với 2.000 giáo hữu khác. Ở đây, ảnh hưởng lòng quả cảm và nhân đức sáng lạn của Ngài lại lan rộng hơn, khiến Hoàng đế Trajan phải hạ lệnh buộc neo vào cổ Ngài mà thả xuống lòng biển. Đừng con đi, Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai Đông lúa mơ bước sang trong ngợm mùi sẽ tươi vui gần về luộc thơm thò cánh đầy vai đường thương yêu chúa ơi là đi trong nắng tươi rồi mãi đây dừng thêm là nuôi thêm hoa ngạt ngao trái tim yêu giâu sao tiếng reo ca không nhiệm màu về muôn phương đi mọi miền liều hy sinh thân dịu hiền mà môi con mãi cười duyên dù bao đêm nằm không ngủ lòng hắn say vẫn tràn bờ dù gian còn chẳng từ. Rồi hôm xưa có một ngày ngồi nghe mưa bay ngập đầy, hồn tê mê dại rơi vai. Hồn con như loài chim bé, sợ giá canh giữa bầu trời. Này thần. đi Chúa ơi dù xa xăm vẫn vui vì tương lai đông lúa mới bước ra trong ngọn vui sẽ tươi vui gần về lúa thơm tho gánh đầy vai đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi rồi mãi đây dừng thêm lá nuôi thêm hoang lạc nào trái tim lòng bâng khuâng sẽ nụ lòng đường gái trong gió mịt mù ngày thầm u trong trời giông đường phong con đi vào nối tiếp làn gió mát suốt đường trường đường xưa nay thêm đẹp hồng đường con đi chúa ơi dù xa xăm vẫn vui vì tương lai đồng lúa mới bước gieo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui thân thò dành đầy vai đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi rồi mãi đây xin thêm lá Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Tu Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.